cả Jisoo quay mạnh mẽ cũng biết yếu đuối, đau chân được Rose xé cõng. Trái ngược với video nàng thơ, Jisoo có tính cách mạnh mẽ và năng động. Nữ thần tượng là thủ lĩnh tinh thần, luôn chăm sóc thành viên trong nhóm. Thế nhưng chị cả Blackpink cũng có lúc yếu đuối, được các em bảo vệ như vật báu. Trong một concert, trước lúc set solo của Jisoo diễn ra, khán giả nghe thấy một tiếng động rất lớn phía dưới sân khấu. Khán giả lo lắng có chuyện không lành, nhưng chị cả Blackpink vẫn trình diễn với 100% năng lượng, nhuần nhuyễn chẳng khuyết điểm. Thế nhưng dự đoán của người hâm mộ đã đúng, Jisoo bị thương ngay đầu gối. Ở phần encore, cô nàng đã mặc quần dài thụng, thậm chí có lúc phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Biết chị cả bị thương nên các thành viên trong nhóm thi nhau chăm sóc. Lisa bắn Aero thể hiện tình cảm với Jisoo. Jennie quấn quýt bên cái chân đau của chị cả. Rose chơi lớn còn cõng Jisoo trên lưng chạy khắp sân khấu. Khán giả lo lắng chấn thương nhưng nhìn biểu cảm vui vẻ của nữ thần tượng được các em chăm sóc lại thấy ấm lòng phần nào. Jisoo và Lisa tranh thủ thời gian rảnh rỗi livestream giao lưu cùng fan. Bất ngờ, em út Blackpink đọc được một bình luận nói rằng chị cả ngày càng tăng cân. Lisa rất tức giận, mặt chuyển sắc nghiêm túc. Cô nàng liền bảo Jisoo hãy ăn nhiều lên. Lisa cũng khẳng định rằng dù thế nào chị cả cũng sẽ xinh đẹp thôi. Jisoo rất bất ngờ khi thấy phản ứng này, vừa ăn vừa nói em út không ngừng khen mình. Tuy nhiên, biểu cảm gượng gạo của cô nàng khi ấy khiến fan đoán rằng có lẽ đã biết được mình lại bị chê bai. Jisoo mạnh mẽ hơn vẻ ngoài dịu dàng, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhóm. Nhà sản xuất Teddy Park từng tiết lộ suốt nhiều năm quen biết chỉ thấy cô nàng khóc một lần. Thế nhưng trong concert của Blackpink, người hâm mộ đã thấy Jisoo rơm rớm nước mắt. Có lẽ chị cả Blackpink đã rất xúc động nhưng vẫn cố kìm nén. Sự yếu đuối thầm kín chỉ bộc lộ khi ở bên các thành viên trong nhóm và fan khiến mọi người càng yêu mến Jisoo nhiều hơn. Là chị cả của nhóm, Jisoo gánh trên vai trách nhiệm rất lớn. Thế nhưng cô nàng cũng có mặt yếu đuối, cần được bảo vệ và chở che. Không ai khác, chính những người em từng được Jisoo chăm sóc suốt thời gian qua đã làm việc này. Sự đoàn kết của Blackpink rất đáng ngưỡng mộ. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại TV News nhé.